Ồ, đây là nơi nào? Hả? Ôi trời ơi, có đúng như mình nghĩ không vậy? Sẽ thật tuyệt nếu giành được nó. Bố mẹ ơi, nhìn này, con thắng rồi. Tuyệt vời. Nhìn cũng hay nhưng... Ôi không. Ồ, lại phải nhìn thấy nữa à? Cái đó của tớ. Của tớ. Từ từ đã, dừng lại. Ôi, đừng thô lỗ thế. Đi, bạn có thể tham gia trò chơi. Này, đưa cho tớ. Không, của tớ mà. Chào mừng các người chơi. Chúc vui. Ê, đây là đâu? Chào các người chơi. Đây là thử thách đầu tiên của các bạn. Để vượt qua nó, bạn phải nhảy đến vành đích. Đúng là trò vô nghĩa. Chạy. Người chơi thứ 456. Hả? Nhưng mà tôi không làm gì cả. Bạn đã bị loại. Trời ơi, ôi trời ạ. Hai bạn, tôi vẫn theo dõi. Nhảy đi. Dễ ở, nếu muốn tôi nhảy, tôi sẽ làm theo kiểu Wednesday. Trò chơi ngu ngốc, biết ngay mà. Tốt lắm. À, bây giờ, đến lượt tớ. Được rồi. Xì, bạn đã bị loại. Wow, 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 tôi chỉ cố. Làm ơn, đừng làm thế. Cho tôi một cơ hội nữa đi. Chạy qua mau, sắp được rồi. Lại chào nhá. Chúc mừng. Vui quá cơ. Ờ, cô ấy còn sống. Giỏi lắm các người chơi. Ta sẽ chuyển qua thử thách tiếp theo. Lại thử thách nữa. I'm fine. Nhìn chán à. Các người chơi chú ý, thử thách tiếp theo là bước nhảy trên kính. Chúc may mắn. À, không, cảm ơn. Chính này, không, tôi không muốn bị rơi. Mình vẫn ở đây. Wow, thoát nạn rồi. Nhưng lần tới mình phải cẩn thận hơn. Bé cưng của anh đâu rồi? Em sẽ giúp anh chứ. Ngoan quá đi mất. Cảm ơn em. Ôi không, mất rồi. Làm sao bây giờ? Ôi, đừng có nhào nã. Đi đi. Còn một đường nữa. Phải làm gì? Phải làm gì? Ô này hay ô này? Tớ không biết chạy nhảy vào đâu. Thật không thể chịu nổi. Nhưng mà... Này, gì thế? Nhưng của cậu đang làm gì vậy? Hỏng áo của tớ mất. Đừng khóc, giờ cậu sẽ có áo khác. Tinh cưng ơi, anh giúp em một tay được không? Hoàn hảo, đi đi. Thấy không, dễ hợt. Kiểu gì thì mình cũng sẽ về đích an toàn. Ồ, không 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 không, đó là gian lận. Bà đã bị loại. Hả? Gian lận? Vậy tôi là kẻ gian lận. Tôi sẽ cho anh thấy ai là kẻ gian lận ở đây. Hay thì rất tốt, bạn đã làm được. Cảm ơn Sinh. Cho vừa rồi thú vị ghê. Hả? Giờ thì sao? Chào mừng đến với thử thách tiếp theo. Trò chơi này có tên là kéo cỏ. Vâng, bạn biết cách chơi rồi đấy. Chúc vui vẻ. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, kéo. Đưa nó cho tớ. Dù sao thì tớ cũng sẽ thắng. Rồi, cứ chọn là vậy đi. Vậy cậu muốn chơi hả? Ok. Chết rồi. Không, vẫn không. Tuyệt vời ông mặt trời. Tớ thắng, bỏ cuộc đi. Sinh, anh ơi, giúp em với. Hãy dạy cho hắn một bài học. Hả? Cái gì thế? Eo ơi, dừng lại, mau biến đi. Eo. Hả? Ồ, không, lần này đừng hòng thoát. Bạn sẽ bị loại tiếp. Sinh, nhanh tay lên. Nói bye bye nào. Hả? Trời ơi, cứu con. Suýt thì tiêu. Tớ thắng, thừa nhận đi. Lần này là gì đây? Các người chơi chú ý. Thử thách mới của các bạn là tổ ong đường. Cố gắng đừng phá hỏng nhé. Bánh quy, yeah. Tớ mê bánh quy. Rất ngọt và thơm ngon. Yêu ơi, ghê quá cha nội. Mình cũng phải làm như thế à? Không, đây là công việc dành cho người khéo tay hơn. Tinh, anh sẽ làm được việc này nhẹ nhàng như bẫng. Sao anh lâu quá vậy? Cảm ơn nhé. Anh đã làm xuất sắc. Ngon tuyệt cú mèo. Không, mình đã làm gì đây? Chúng ta có gì ở đây nào? Cho tôi xem, ngay.
cho tôi xin chút riêng tư được không? Tôi vẫn chưa làm xong. Thế thì làm đi, nhanh. Xong, này. Cậu đã làm vỡ nó rồi. Ok, cũng được. Yeah, thành công rồi, có thấy không? Yes. Wow. Chào, các bạn thấy anh lính kia chứ? Không được ra lận, đừng hòng thì có tôi. Họ sẽ ngoan mà, phải không nhóc? Nào, hãy lấy kẹo đi. Hả? Và tìm đúng màu nhé. Tìm đúng màu phải không? Đây rồi này. Để viên kẹo vào phần nào được ta? Đây hả? Không, cũng không. Phải, trong phần này. Sau một viên, nhưng vẫn còn rất nhiều. Họ đang đùa hay gì? Cô làm cho tôi nhé. Gì? Không, cô phải tự mình làm. Tôi nghĩ là cô chưa hiểu vấn đề. Để tôi giải thích. Ok, tôi sẽ làm. Phải thế chứ, ngoan lắm. Ôi trời ơi, tôi sẽ bị phạt vì việc này. Xong. Cảm ơn nhé. Ê, tớ cũng xong rồi. Ừ, tuyệt. Ồ, phải thử thách. Bên này ổn rồi. Bên này. Tớ không thể kiềm chế được, xin lỗi. Trời ơi. Mau ra khỏi đây. Wow. Lại thử thách nữa, ta muốn giải thưởng cơ. Chào mừng đến với thử thách tiếp theo. Lần này các bạn sẽ phải tìm ra quả bóng. Quan sát thật kỹ nha. Ok. Tôi nghĩ là cốc này. Hãy kiểm tra nhé. Yes. Vừa đúng lúc mình cần. Tôi đoán. Màu chính xác. Tớ trước. Cốc này. Được rồi, hãy kiểm tra nhé. Yes. Wednesday đỉnh nhất. Đến lượt tớ, làm tốt lắm. Hả? Không, từ từ thôi. Mình mất dấu nó rồi. Ôi trời, Wednesday, làm ơn, giúp tớ với. Ý tớ là, giống như cậu vẫn thường làm, đi mà. Được thôi, để đấy cho tớ. Tớ thấy rồi. Chuẩn, thấy rồi nè. Chọn cốc này đi. Ok, cảm ơn bồ. Này, tớ biết quả bóng ở đâu, ở đây. Xem nhá. Xin lỗi nhóc, bạn đã bị thua. Úi da. Bài đồ ngốc. Xin chúc mừng bạn. Giải thưởng đây. Bạn đã chiến thắng trong trò chơi cá mực. Cảm ơn. Nhưng mà mấy thứ này chán hòm. Đây, cầm lấy. Tôi còn bao việc cần làm. Chuyện gì thế này? Có phải? Ôi trời, Halloween qua lâu rồi mà. Chỗ này có vấn đề gì? Không, làm ơn đừng nói là bách này nhá. Xin chào thầy hiệu trưởng ạ. Thầy có thích tân trang trường học không? Em bị đuổi học. Trưởng nữ thính sẽ dạy em cách cư xử. Cũng đoán được mà. Ngày mai có bài kiểm. Có nhớ động trong khu vực. Dù sẵn sàng hay chưa, ta đến đây. Học sinh mới này. Em lấy tình trường hơn. Toàn màu hồng và sáng bóng. Phật khiếp ấy. Học sinh mới kìa. Chào mừng cậu tới trường mới. Tuyệt của mèo. Đôi môi giúp mình trông có sức sống. Mình sẽ tiến xa hơn vẻ ngoài bên ngoài ngôi mộ. Đèn nhợt nhạt. Im lặng. Xin chẳng chịu nghe. Lột mặt nạ nè. Đây là quy định của trường ta. Quy định? Chỉ màu da ngá, không trang điểm tối màu. Mình chả cần tờ giấy dở hơi này. Nhìn cậu xinh quá. Đen. Cậu thử hồng đi. Ngón tay mình không khỏe như ngón tay xinh. Màu này không dành cho mình đâu. Đừng có lo, tớ vẫn còn một thỏi nữa. Hả? Sao cậu dám chứ? Xinh quá nè, ba nha. Kinh khủng quá, mình không chịu thế này đâu. Này, hãy làm bạn gái của tớ mất đi. Không, tớ sẽ không lừa anh ấy đâu. Xử họ tinh.
Tớ thấy anh ấy rất khác biệt, rất chu đáo và... tớ cảm giác chúng ta đang gần gũi hơn. Sự kết nối mạnh mẽ. À mà thôi, bye. Đi nha. Tốt lắm, Tini. Hôm nay tớ là cảnh sát thời trang. Và cậu gặp rắc rối rồi. Cậu chính thức bị bắt giữ. Mang đây. Không có vòng tay. Cậu phải tuân theo quy định ăn mặc. Cậu hãy suy nghĩ kỹ trước khi định làm gì với tớ. Để tớ chỉ cậu cách làm nhé. Mát xa nào. Mang nụ cười đến khuôn mặt này. Lần nào cũng hiệu quả. Đúng rồi đấy. Giờ thì trang điểm thôi. Màu này rất hợp với tính cách dễ thương và sôi nổi của cậu. Cứ cho là đúng đi. Xong. Nào, một đôi lông mi siêu dài. Má, úi giời ơi. Không, 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 không. Xình muốn xỉu luôn. Làn gió thay đổi đang thổi nè. Nhìn cậu xem, dễ thương lắm. Cấm trang điểm tối màu ở đây. Đó, ổn hơn rồi. Đây là màu của cậu nè. Chất quất. Giờ thì đến trang phục xinh xắn. Kết liễu tớ đi. Phép màu sắp xảy ra. Phép màu cái con khỉ khô. Và bước cuối cùng nè. Dừng lại. Đủ rồi. Gặp cậu ở nhà ăn nhé. Hả? Ôi trời đất, cậu ơi. Cậu rất chào xinh cậu gái. Nhìn cậu xem. Mình không thể chịu nổi nữa. Cảm ơn ạ. Này mà để chúc ngọt miệng nhá. Tôi thả cho đói. Thức ăn. Đây đúng là tra tấn chứ chả có gì tốt đẹp. Dẹp. Úi, lại nhỡ tay mất rồi. Đây mới gọi là thức ăn. Do chú của mình tự đào. Hoàn toàn hữu cơ. Này. Úi, có muốn ăn nữa không? Yêu. Cuộc thi bước nhảy. Cậu tham gia không? Hả? Có. Tuyệt cú mèo, gặp cậu sao? Đến giờ kiểm tra rồi. Kiểm tra. Lấy hết điện thoại và giấy vào ra nhá. Đúng. Này Monday, chúc cậu làm bài may mắn. Tớ không cần đâu. Biết nghe lời đấy. Ê, điện thoại của em đâu? Em không hâm mộ công nghệ hiện đại. Đấy sao ạ? Đừng có mà không. Bọn trẻ. Được rồi, các em có thể bắt đầu. Cậu biết việc rồi đấy. Tinh nghi, làm chủ tự hào đi. Cậu ấy gian lận. Mình phải dạy cho một bài học. Em yêu, anh đến nhỉ. Được rồi các em, giữ trật tự. 5 phút nữa thầy sẽ quay lại. Mình biết phải làm gì rồi. Trời khầm thôi nào. Tớ có món quà cho cậu này. Hoa hồng tươi. Đừng có hỏng gian lận. Chà, Tinh Nghi, cậu có bạn gái mới nè. Anh chàng này cũng được đấy. Tớ đã chịu quá đủ rồi. Thôi đừng buồn, Tinh Nghi, cậu rất hấp dẫn mà. Sao có thể như vậy chứ? Thưa thầy, Monday đang xem phao. Lại đây, quý ông. Cậu bị cấm túc, bao lâu thì chưa biết. Muốn tớ giúp không? Được rồi nè. Tự do rồi Tinh Y. Mình đúng là thiên tài. Mình phát chán cô nàng này rồi. Lúc nào cậu ấy cũng gian lận và làm mấy chuyện kỳ lạ. Và mình kiểu cậu ấy không thuộc về nơi này. Cậu tưởng lừa được tớ sao? Để xem cậu sẽ làm gì trong cuộc thi bước nhảy. Dám cá là cậu sẽ thua thôi. Tớ sẽ chiến thắng.
Và lần này không gian lận. Sẵn sàng cho điệu vàng cuối chưa? Cậu thế này không thể tham gia cuộc thi. Sửa lại nào. Không, nhưng tớ không muốn. Nhảy thế này không hấp dẫn. Thì thôi, tớ sẽ không. Vậy thì cậu định làm gì chứ? Tớ sẽ đọc tâm trí. Không, cậu không làm được. Có, được chứ. Không được, hãy nghĩ về một số số 7. Số 7. Chắc không đọc được màu. Màu tím. Thật không thể tin được vào chuyện này. Là thật đó, Savi. Tớ biết, cứ trao cúp cho tớ đi cho rồi. Thí sinh tiếp theo của chúng ta, Monday. Thật sự xinh nhất rồi. Mười. Tiếp theo là Britney. Không chắc mình đánh bại được cậu ấy. Cậu ấy rất ngầu. Được rồi, cố lên nhé. Yeah. Ok. Và người chiến thắng là Mandy. Em cảm ơn. Thật không công bằng. Có lẽ cậu sẽ cần nó hơn tớ đấy. Ủa? Tớ biết cậu là cô gái tốt bụng nhất vũ trụ. Mình cho Bạch Tuộc ăn cậu ta. Chào buổi sáng, Barbie. Hôm nay là ngày kỷ niệm với anh Ken đấy. Dậy nào, đồ mới ngủ. Mình sẽ chọn trang phục. Mình đã mặc váy này vào buổi hẹn đầu tiên. Mong là Ken nhớ ra nó. Tuyệt vời, xong cả rồi. Em vui tính dã man. Cảm ơn cưng. Hả? Thứ làm gì này là ai? Tôi sẽ bỏ anh, Ken. Đừng đi theo tôi. Em có nghe gì không? Sao hắn có thể làm thế? Mình sẽ không bao giờ tha thứ. Này, không phải tớ, tớ chỉ là búp bê. Cứ chờ xem. Dừng lại, cậu định làm gì hả? Quan tài là sao? Tớ không phải má cà rồng. Không. Tạm biệt tình yêu. Trái tim tôi đã tan vỡ. Đàn ông toàn là kẻ phản bội. Ủa, má. Chiếc hộp đang di chuyển. Ôi trời, búp bê Ken bị sao vậy? Bố xương. Ow. Này, cẩn thận chứ, nhỏ tóc vàng. Hả? Ôi trời. Cậu là ai? Cậu đã gọi tôi. Cậu giúp tôi được không? Tôi muốn trông giống như Wednesday. Để tôi nghĩ. Ok con dê. Chuyện này dễ ợt đấy mà. Ta-dam! Hãy nhìn đi cưng ơi. Theo kế hoạch trang điểm của tôi, cậu sẽ trở thành Wednesday đỉnh nhất quả đất. Tuyệt, tôi đồng ý. Nhưng trước tiên, cậu cần bím tóc màu đen. Tôi không muốn thay đổi màu tóc đâu. Hãy nhìn xung quanh. Có rồi. Vải sơn cực kỳ đen. Lấy cho tôi một lọ keo xịt tóc màu đen. Được rồi, quý cô đáng sợ. Chúng ta có gì ở đây? Không có màu đen. Khiếp. Cứ tìm đi, tôi phải tưới hoa ở trên này. Úi da. Ow! Thực ra đó là đầu tôi. Xin lỗi bồ nhá. Ôi trời. Đầu của tôi bị sao vậy? Tôi thích nó. Tuyệt vời cô gái à. Hãy tết tóc nào. Một con rắn lông lá bỏ quanh thân cây sushi. Và voila. Tóc bím trông rất hợp thời trang. Cậu thấy thế nào? Công thức làm bánh ở đâu ta? Chào đang ấy. Xin lỗi nhé cưng. Tuyệt vời lắm. Tiếp tục đi. Bím tóc đã sẵn sàng. Tiếp theo làm cho da cậu nhợt nhạt. Má ơi, mặt mình chưa sẵn sàng cho việc này. Nhưng mình muốn giành lại Ken. Đầu tiên, phải chuẩn bị làn da sạch. Một vài giọt nước tẩy trang là đủ rồi nè. Phép màu đơn giản. Dùng mất nhiều bông tẩy trang hơn mình tưởng. Cuốn sách dạy nấu ăn này thật thú vị. Trời đất ơi. Tôi lau sạch rồi đó.
Trời ạ, tôi là quái vật. Thư giãn đi bồ, chỉ cần dùng bột mì. Cảm ơn. Mình cần rất nhiều bột mì. Được rồi. Umbala Sibu. Xin chào Bạch Tuyết. Wow, nhìn mình xinh quá kìa. Làm tốt lắm. Da nhợt nhạt đã xong. Tiếp theo là trang điểm tông đen. Cái lan nắng tiên đáng sợ. Úi giời đất ơi, dụng cụ trang điểm đều có màu hồng. Không có màu đen. Mà chờ một chút, đây là bảng phấn sáng. Dùng cái này nè. Cậu có chắc không đấy? Không có ô màu đen nào. Hả? Ôi không, sao mình lại bánh bèo hồng loẹt vậy? Không có màu đen. Đừng lo lắng, tôi có một ý tưởng. Thay đổi thời gian nào, chuyển về 100 năm trước. Có chuyện gì vậy? Cứ như ở trong một bộ phim cũ. Dụng cụ làm đẹp chuyển màu đen rồi. Họ không thể tin được, mình đã có mọi thứ. Tuyệt, hãy quay về đúng thời. Tốt, mọi thứ lại đầy màu sắc rồi. Cậu có thể làm một mình rồi chứ? Được. Và tôi sẽ chợp mắt một lúc. Cảm ơn cậu nhá. Tôi có thể tự trang điểm mà. Bắt đầu với đôi môi đen. Tiếp theo lấy phấn mắt màu đen và đánh bầu mắt màu khói huyền bí. Đến giờ dậy rồi. Vẫn chưa xong hả? Barbie, cậu có cần giúp không? Barbie, cậu vẫn ổn chứ? Tôi đã sinh chưa nè? Trời má! Đừng lo lắng, chỉ là ác mộng. Thấy tôi trang điểm đẹp không? Khá tốt đấy cưng à. Ok con dê. Tiếp tục nào. Bây giờ cậu cần móng đen. Không thời nào. Ken quay TikTok cùng cô ta. Khiếp. Sao thế? Cậu sẵn sàng chưa? Cậu đang làm gì thế? Cậu tự sửa đi. Đây là công thức sơn móng tay. Này, tôi không phải người pha chế thuốc. Được rồi, cứ thử vậy. Lấy một bông hồng đen. Eo ơi, lũ nhện xấu xí này. Cho vào hết. Cố lên. Khiếp. Sao chiếc lông lại mọc trong đầu mình được? Sau đó đổ kim tuyến màu đen vào. Tuyệt, gần như đã sẵn sàng. Tôi cần cái gì? Hãy lấy nhãn cầu cũ của tôi đi Barbie. Cảm ơn nhé. Lại đây nào các bạn nhỏ. Được rồi, còn gì nữa? Đờm của bộ xương á. Mình biết lấy nó ở đâu rồi. Này, giúp tớ xíu nhá. Ủa? Ngồi yên đi, phù thủy. Trời đất. Eo ơi, mong rằng nó không phải bữa sáng của cậu. Tuyệt, mình có đủ các thành phần rồi. Đun sôi, thần dược làm đẹp. Wow. Dùng thử xem sao. Này, đừng ngăn ngón tay tôi. Quả là cái bạc đói. Hãy xem móng tay đen của tôi nè. Sơn móng tay này xịn sò phết. Này, ai bật đèn lên vậy? Xin thưa lỗi. Chúng ta sắp hoàn thành rồi. Đã xong một móng tay đen. Giờ thì chọn quần áo Wednesday. Ui, coi chừng cơn bão váy. Ôi, quần áo của tôi đều màu hồng. Trời ạ, mình cần trang phục màu đen. Này, tôi không phải thùng rác nhá. Hãy tin tôi bồ ạ. Tôi đã lấy chiếc máy ảnh ma thuật nè. Máy ảnh á? Máy ảnh để làm gì? Nghĩ cho kỹ đi cưng. Đúng rồi, mình ngốc quá. Không ai có thể trốn khỏi ống kính gián điệp. Nói kim chi. Xong. Tấm áp phích thành màu đen rồi. Ủa? Nó thực sự đã đổi màu. Wow, hãy chụp ảnh cho tôi. Được rồi, tạo dáng. Tôi đứng đầu lớp người mẫu đây. Tuyệt, váy của tôi thật là đen. Cho tôi xem. Đỉnh đấy. Tôi có giống cô ấy không? Giống y như đúc luôn. Này, đáng ấy, hãy thực hiện mục cuối cùng. Chúng tôi đã may quần áo đen. Bây giờ chúng ta cần phải tập luyện không cảm xúc.
hãy khuấy động căn phòng. Mở nhạc lên nào và nhảy với tôi. Ôi không, cứu tay tôi. Không, không ổn. Sao cậu có thể nghe nhạc lớn như vậy chứ? Để tìm hiểu xem nào. Vấn đề là gì nhỉ? Oh, ảnh của tớ mà. Wow, xinh quá. Oh, trời ơi. Quá nhiều cảm xúc. Từ giờ không cười nữa. Cái mặt phải đơ ra buồn thảm. Hiểu chưa? Oh, ôi má ơi. Coi đây nè. Tớ thấy có gì khá khó. À, hãy dẫn bạn con ngắn. Hãy nhìn mẹ con dễ thương này. Hả? Ê gái, hãy tỏ ra lạnh lùng. Thử lại đi. Được rồi, cố tỏ ra lạnh lùng. Mình làm được mà. Mình làm được mà. Tôi đã đủ lạnh lùng chưa vậy? Gì thế? Ôi giời ơi. Hãy tắt cảm xúc đi Barbie. Hãy mạnh mẽ. Giấu nỗi đau vào trong. Giữ nguyên như thế. Cậu làm được rồi. Yes. Oh, thôi kệ đi. Cứ từ từ. Gì nữa hả? Cậu đã quên một chi tiết quan trọng. Bạn bàn tay. Lấy ở đâu ra chứ? Lúc đó mình chẳng nghĩ được gì. Khoan, tôi có một ý tưởng. Tôi sẽ tự tạo ra tinh. Chắc sẽ không khó đâu. Ủa? Sao? Cậu thấy thế nào hả? Tôi có thể đặt điện thoại ở đây. Cậu nghiêm túc đấy hả? Ô trời, cầm lấy. Khiếp, cái gì đây? Của tôi tốt hơn. Đúng là khó chịu. Cậu nghe thấy không? Cái thùng này bị sao vậy? Tôi đã làm gì chứ? Tôi thấy có gì đó. Ôi trời, một bàn tay sống. Ôi tía má ơi, nó đang làm gì vậy? Ồ, nó muốn nói xin chào. Wow, xin chào người bạn nhỏ. Mình đã giống Wednesday rồi. Ok rồi, cậu đi đi. Cảm ơn nhé. Chúc may mắn. Anh sắp trang điểm cho em xong rồi. Hi Ken. Tuyệt, đây là ai? Ở đâu? Ôi thần linh ơi. Em đây, về với em. Barbie, là em à? Giờ trông em giống như Wednesday của anh. Nó là em gái anh. Hả? Mình hãy đi chỗ khác. Vậy còn em thì sao? Mình lại cô đơn rồi. Đúng là ngày quái đản.